mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý thầy, kính thưa đại đức, kính chào các bạn có mặt trong khóa tu mùa hè hôm nay. Con tên là Lê Thị Thu Hiền, pháp danh Mỹ Dung. Con đến từ lầu 1 khu C. Hôm nay con muốn có một thắc mắc muốn hỏi đại đức là chúng con muốn cần trau dồi đạo đức và kiến thức học tập cái nào nhiều hơn, bởi vì có một số người sau khi đảo đạt cao học xong thì bị một tai nạn gì đó nên không thể kịp để lại cho đời những điều tốt đẹp. Họ hối hận rằng giá trong thời gian qua mình dành thời gian học tập để làm phước. Nhưng cũng có một khía cạnh cho rằng tôn giáo cần phải khoa học thì mới có sức thuyết phục với mọi người. Là một tiến sĩ, xin thầy hoan hỷ cho con biết cần trau dồi đạo đức hay kiến thức nhiều hơn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đó là một câu hỏi rất hay. Đạo đức và kiến thức được quan niệm trong đạo Phật như là đôi cánh của một con chim. Muốn bay cao và xa, thiếu một trong đôi cánh, con chim sẽ thất bại. Kiến thức ta có thể tích tụ được thông qua giáo dục ở trường lớp, thông qua kinh nghiệm của cá nhân. Học ở trường lớp đó, thì có giới hạn, kiến thức thì vô cùng. Học ở trường đời đó thì cam go và nhiều thử thách hơn. Cho nên sự học đó không bao giờ là có điểm cuối cùng. Song hành với kiến thức được ta tiếp thu đó, nếu không có đạo đức thì kiến thức đó là mối đe dọa hạnh phúc của rất nhiều người. Khoa học mà không có đạo đức là sự phá vỡ tất cả những giá trị của tinh thần và văn hóa nói chung. Cho nên không có gì có thể ngăn cản ta trong lúc tiếp thu kiến thức ở trường lớp và từ cuộc đời. Thông qua kinh nghiệm, ta vẫn có thể là một người chuẩn mực về đạo đức. Lại cũng không có bất cứ một cái gì có thể ngăn cản ta khi trở thành một người đạo đức. Ta song hành trở thành một người rất có kiến thức. Và do vậy, kiến thức và đạo đức không thể thiếu một cái gì. Sáng nghe một đạo lý mà chiều có thể chết trong vô thường cũng là điều hạnh phúc thay. Đó là quan niệm của người xưa. Kiến thức nó gắn liền với đạo đức, nhất là cái kiến thức về nhân quả. Cho nên khi ta sống với nhân quả, với cái mối tương quan xã hội, hiểu mọi vấn đề, giải quyết nó bằng những giải pháp có tinh thần, có tích cực, thì ta đang sống trong đạo đức, ta cũng đang sống trong kiến thức. Cho nên hai cái này đó, mặc dầu là hai phương diện, nhưng nó là hai mặt của một vấn đề. Thiếu một đó, thì vấn đề chỉ là một phần nữa. Do đó thầy khuyên tất cả các bạn là hãy phát huy song hành cùng một lúc, để bất cứ một thời điểm nào đang sống trên cuộc đời này, ta đều là người có ý nghĩa. Như đại đức Tâm An vừa khi chúng ta đó, khi ta đi đó, để lại những giọt nước mắt cho người khác, tức là sự tiếc nuối quý trọng chúng ta, vì chúng ta vừa có đức và có tài. Còn nếu thiếu một trong hai, khi ta đi người ta sẽ cúng chuối tiễn đưa để vẫy tay chào cho chúng ta như là một nỗi niềm mừng là điều không nên. Nam mô A Di Đà Phật. Con tên là Nguyễn Hồ Mai Trâm, đến từ lầu 1 khu C. Kính bạch đại đức, nếu con là một hạt cát trong câu chuyện vừa rồi của đại đức vừa mới kể cho tụi con nghe, thì đâu mới là một vỏ ốc tạo dựng nên một viên ngọc? Và trong cuộc sống có đầy cạm bẫy, thì đâu là vỏ ốc tốt để đào tạo những hạt cát như con? Làm sao để xác định được đâu là vỏ ốc thật sự tốt lành dành cho bản thân của mình? Khi một hạt cát được ký vào trong cơ thể của một con trai, thì cái vỏ ốc đó nó là một thách đố. Thách đố này được xem trước nhất như là một nghịch cảnh đang diễn ra xung quanh ta, trong ta, và hòa với ta là một. Từ quan điểm đó, ta có hai tình huống xử lý để biết đâu là vỏ ốc có lệ và đâu là một vỏ ốc như là tù giam. Tính điều kiện
như là những nghịch cảnh cần thiết tạo ra sự thành công, được xem là vỏ ốc cần thiết. Ví dụ ngồi dưới mấy trường suốt cả 12 năm để đi vào trong đại học, có rất nhiều em có cảm giác là không thoải mái, vì khi thấy có rất nhiều chúng bạn đó, con nhà giàu, đại gia, sang trọng, là ăn xài chưng diện, đua xe, phá của, rồi sử dụng thuốc lắc, thưởng thức hết tất cả những thứ trên cuộc đời này mà có bị ai bắt bớ gì đâu. Và bắt chước theo như thế, nên cuối cùng trở thành là thân tàn ma dại. Do đó cái thuận duyên ở trong hoàn cảnh của một em ăn chơi không thể được xem là một vỏ ốc để đào luyện nên con người có giá trị. Phải có những điều kiện cần thiết để tạo nên một phẩm giá. Thiên tài đó được nối kết bằng chuỗi ngày của những đầu tư. Không có tình trạng đột biến hay là ngẫu nhiên trong mọi kết quả, mà nó phải bắt đầu bằng các nỗ lực đa chiều của chúng ta, với phương pháp luận, với sự sáng suốt, với niềm tin yêu, với bản lĩnh đối diện mọi sự cố diễn ra trong cuộc đời. 7 ngày có mặt trong khóa tu mùa hè 2009 này, cái số lượng tu sinh đã vượt ngoài dự kiến 6.400. Do vậy mà nơi ăn mặc á, xin lỗi, nơi ở của các cháu nó có vẻ hơi chật hẹp. Không gian trong giảng đường này đó, bình thường số lượng một phân nửa thì máy lạnh nó vừa, số lượng gia tăng gấp đôi đó thì nó làm cho mình ngột ngạt. Mình không có được cơ hội đi tắm sông, tắm ao, tắm hồ, không được vui chơi như là ở bên ngoài. Nhưng 7 ngày đào luyện như thế này đó thì cái năng lực đạo đức sẽ được tăng trưởng ở chúng ta rất nhiều. Ý thức về đời sống tập thể sẽ được phát sinh. Cái quan niệm về sự tương thân tương trợ trong tương giao với chúng bạn đó bắt đầu cũng có mặt. Nhiều giá trị tinh thần khác nó sẽ đồng hành với chúng ta, không phải chỉ trong 7 ngày tu mà cả một cuộc đời. Cho nên 7 ngày đào luyện này là môi trường vỏ ốc rất là có tích cực để chúng ta phát triển đồng một lúc cả yếu tố kiến thức và đạo đức. Kiến thức là bởi vì trong 7 ngày vừa qua ít nhất ta nghe được 5 bài giảng. Mỗi một bài giảng có một cái kinh nghiệm riêng chia sẻ để giúp cho chúng ta có được cái dữ liệu để tham khảo. Càng tham khảo thì kiến thức càng phát sinh, càng biết điều hay lẽ phải đó, thì đạo đức đó được trưởng thành. Và như vậy các môi trường chúng ta là giàu rất là nực, nhưng được xem là vỏ ốc không thể thiếu. Có rất nhiều em bay máy bay từ Hà Nội vào đây chỉ để được tham gia và tham dự 7 ngày tu học, nhưng lại có em đó chưa thích ứng quen lại muốn đi về sớm. Như vậy những em nào không chấp nhận cái vỏ ốc để trở thành các viên ngọc trai là tự đánh mất cái quyền lợi đạo đức và kiến thức của mình. Cho nên các em hãy tự phát nguyện rằng là tôi tận dụng tất cơ hội, dầu là thuận hay là nghịch, dầu là tốt hay là chưa được hoàn thiện, để tự thành những viên ngọc trai. Nếu ta biết cách sử dụng cái tâm như thế thì tình huống nào cũng tạo ra ngọc trai được, chứ không phải chỉ đơn thuần là những hoàn cảnh thuận lợi mà thôi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đại đức và các bạn cùng đồng tu. Con tên là Lê Thị Uyên Thảo, pháp danh là Nhật Thuận, ở Tầng Trệt, Khu C. Dạ kính bạch thầy, con có một thắc mắc. Dạ thưa thầy, tuổi trẻ chúng con luôn mang nhiệt huyết, lý tưởng sống tốt, nhưng khi chúng con ra trường gặp không ít trở ngại. Như sinh viên sư phạm chúng con, nếu lỡ vào một trường vì thành tích, tất cả chỉ vì danh hiệu trường này trường kia, không chăm lo cho học sinh trung bình yếu kém. Như một buổi giữa giờ thì học sinh giỏi và học sinh khá thì chỉ được đi học, còn những học sinh trung bình yếu kém thì lại bị ở nhà. Nếu chúng con góp ý thì bị gọi là ngược non hấu đá. Vả lại không ít trường hợp thầy cô chia bè phái phải quà cáp. Vậy xin thầy chỉ dạy cho con, vậy làm thế nào để chúng con có thể vượt qua được những cạm bẫy đó mà
có thể trở thành một giáo viên có tâm huyết với nghề theo tinh thần của Phật pháp. Nam mô A Di Đà Phật. Các thao thức vừa điêu chứng tỏ là người đặt câu hỏi có tấm lòng đối với các em học sinh, không phân biệt là giàu hay nghèo, giỏi hay là dở. Đây chính là đạo đức của nhà giáo. Nhà giáo là một trong những đối tượng cần phát huy đạo đức như là một tấm gương. Theo đó các học sinh đó, trở thành là bản sao tích cực của chúng ta trong cuộc đời, được xem như là một phước báo được nhân rộng. Trong một môi trường nào cũng có những mặt trái của nó. Môi trường giáo dục được xem là thiêng liêng nhất, cao cả nhất, vì truyền trao những kiến thức cần có cho con người làm hành trang sống ở trong cuộc đời. Vẫn có những phần tử vẫn không phát huy được cái mặt đạo đức và ý thức trách nhiệm kiến thức cần phải truyền trao, cho nên lập bè phái, có những cái khuynh hướng đối lập và cản đảng chọt gậy bánh xe với những người có tinh thần tích cực. Thì người có tinh thần tích cực nên quan niệm rằng đó là một hiện tượng bình thường. Ý thầy muốn nói rằng là tuyệt đối hóa đó là một thách đố, và do vậy ta luôn luôn sống ở cái dưới cái mức đạt được, cho nên sự đau khổ do không tội nguyện sẽ là một nỗi ám ảnh cho tất cả chúng ta. Chấp nhận cái tính cách tương đối trong cuộc đời để tâm của mình không bị trùng xuống theo một cái mức dẫn đến bất mãn, và cuối cùng ta trở thành bản sao của người đó, cũng là một cái bất mãn, nhưng hãy cho nó phát triển trên khuynh hướng tích cực. Nếu tôi vào vị thế của những người gây cản phá thì tôi sẽ thay đổi và ủng hộ những người có tinh thần tích cực hơn. Quan niệm này nó sẽ làm cho mình nuôi nguyện lực lớn và chí nguyện hay, bởi vì không phải thiện chí nào trong cuộc đời cũng đều có thể thành tựu được. Do đó nếu không biết nuôi lớn các chí nguyện đó thì ta trở thành cốc cần đề, và không khéo sẽ trở thành là một khất nguyên, nghĩ rằng là đời đục cả một mình ta trong, đời sai cả một mình ta tỉnh. Lẽ ra ta phải tỉnh nhiều hơn, ta trông nhiều hơn, trong thái độ để tìm cơ hội để giúp người khác cùng trông, tỉnh trong thái độ để giúp cho mọi người khác cùng tỉnh. Đằng này khúc quyên đã bế tắc, và cuối cùng đó chọn cái chết là chìm mình dưới dòng sông. Cho nên những ai có thao thức lớn cho sự phát triển vận mệnh của quốc gia, đóng góp cho một cộng đồng, phát huy văn hóa của một dân tộc, hay là đóng góp ở trong trường lớp, môi trường được xem là tốt nhất, thì cần phải học bài học đi ngược lại tinh thần và thái độ tiêu cực của khúc quyên. Và đạo Phật dạy chúng ta mỗi một nghịch cảnh chính là điều kiện lửa thử vàng, nhà cao gió lớn, thuyền to đó thì sóng dữ. Nếu không chấp nhận được gió lớn và sóng dữ, ta không trở thành là cái ngôi nhà có giá trị cho nhiều hoạt động và dịch vụ sử dụng trong đó. Cho nên khi sống và dấn thân mà có nhiều thách đố thì ta phải mừng, vì biết rằng là tính giá trị đã bắt đầu có mặt với ta, và tiếp tục nuôi tâm nguyện đó thì trước sau gì thành công cũng nằm trong lòng bàn tay của mình, nó không còn là một ước nguyện nữa, mà không cần thiết phải đi mâu thuẫn giải quyết thanh toán như là những đảng phái ngoài cuộc đời. Cũng giống như tình trạng một đứa sai rồi thêm đứa nữa thì hai đứa sai cũng như nhau, và ta không nên tình nguyện trở thành người thứ hai, mà phải là cái người đi ngược lại cái người đã có hoạt động thiếu tích cực. Với tinh thần đó, thầy mong rằng tất cả chúng ta hãy nỗ lực và tin rằng sẽ có tương lai, cũng như là có ánh sáng mặt trời để xóa đi màn đêm u tối. Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch chư tôn đại đức cùng các bạn trẻ đang tham dự khóa tu mùa hè dành cho người trẻ năm 2009 này. Con tên là Huyền Thị Hương Sen, pháp danh Ngọc Trang. Con ở tầng chết khu C. Hôm nay con có một câu hỏi muốn hỏi, xin đại đức trả lời cho con. Trong xã hội hiện nay,
Những bạn trẻ vì buồn chán gia đình, bỏ nhà đi bụi theo bạn xấu, làm các điều ác ra vào con đường nghiện ngập ma túy. Đứng trước những cảnh đau lòng đó, chúng ta không thể bất lực làm ngơ được. Nhưng để lôi kéo họ trở lại với đời sống bình thường, chúng ta cần những hành động nào để không làm họ mặc cảm, chán nản, để quay về với cuộc sống gia đình? Nam Mô A Di Đà Phật. Là một bạn trẻ có lòng quan tâm với chúng bạn đồng lứa tuổi bất hạnh hơn mình là một nhận thức về đạo đức. Không cần thiết phải là người giàu, người có vị thế xã hội, ta cũng có thể làm được những nghĩa cử cao thượng. Trước nhất thầy khuyên là các chị em trẻ đó nên trước trở thành là một truyền thông viên, đóng vai trò khích lệ tinh thần để cho xã hội xóa đi các mặc cảm và phân biệt đối xử với một ác ý dành cho những người không may mắn rơi vào con đường nghiện ngập này, vì họ là đối tượng được chúng ta thương tưởng và quan tâm. Nếu trong xã hội tất cả mọi người đều xa lánh, thì những người này từ cái tình trạng mặc cảm dẫn đến thái độ là cóc cằn, vì nghĩ rằng là mình không còn gì để mất nữa, thì xã hội sẽ ra như thế nào? Thầy đã có 3 lần tới trung tâm cai nghiện tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu chia sẻ cho các bạn trẻ bị những cơn nghiện ngập. Mục đích của việc vào đây đó là để cung cấp cho các anh chị em những cái kỹ năng để sống, thay đổi một thói quen. Và thầy hy vọng là tất cả các bạn trẻ tại khóa tu này đó nên dấn thân làm những công việc tương tự. Trước nhất đó, ta phải nhận diện là cơn nghiện, dù là ma túy dưới các hình thức khác nhau, nhẹ nhất đó là thuốc lắc, thì nó dẫn đến tình trạng lệ thuộc về tâm lý và thể xác. Khi lệ thuộc về tâm lý đó, nó làm cho tâm mình mỏi mệt, giả dụi, bận thần, khó chịu. Thân thể nó giống như là đang bị thiêu đốt, bức bách, đau đớn vô cùng. Và do đó bằng mọi giá phải tìm để có cơ hội thỏa mãn nó. Kết quả là từ một người tốt trở thành là kẻ ăn cắp, lừa đảo, dính vào các cái đường buôn lậu ma túy, được xem là thế giới cấm chứ không đơn thuần là quốc cấm nữa. Nhận thức được điều đó, ta không dại dột hy sinh cái tương lai của mình cho những chuyện chẳng đáng vào đâu, chỉ đơn thuần là một cơn nghiện. Điều thứ hai, không gì là không thể làm được. Do đó ta phải tháo cái mục từ, xóa mục từ không thể làm được trong bộ não từ điển của chính chúng ta. Rất nhiều thanh thiếu niên khi chạm trán với cuộc đời, với một cái ngưỡng cửa của nhiều thách đố, nghĩ rằng là chắc lẽ là tôi không có khả năng, tôi đã nỗ lực nhiều rồi, 3 chìm 7 nổi 8 lên đên, và tôi tiếp tục như thế nữa. Nghĩ như thế là một sai lầm. Cho nên ta hãy khuyên những người khác rằng là bên cạnh bạn còn có chúng tôi, còn có tất cả chúng ta. Em chính là tôi chính là em, như lời ca của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Cái tinh thần tương thân đó nó thể hiện một mối cộng sinh. Và khi mà có những người khác cùng đứng bên cạnh những người thất bại, khổ đau và là nạn nhân của các cơn nghiện ngập đó, thì như một cái chất liệu được tăng thêm kháng thể, và cái đó đủ sức để đi phục hồi lại cái nhân phẩm đạo đức của mình đã bị mất đi thông qua cơn nghiện. Điều thứ ba, ta cần phải vận động tất cả những gia đình mà có những người bị nghiện ngập đó, đừng nên mặc cảm mà bỏ rơi con em của mình. Có nhiều cha mẹ nghĩ rằng là đưa con em vào trong các trung tâm là đã đặt được gánh nặng lên khỏi đôi vai của mình, và đổ cái gánh nặng đó lên các trung tâm. Trung tâm đó là một địa điểm cách ly để các phương tiện dẫn đến cơ nghiện không có cơ hội được tái thiết lập. Cho nên tiến trình ly tâm hóa cơ nghiện sẽ làm cho người đó cắt đứt được cơ nghiện trong vòng là 3 tuần lễ, suốt tối thiểu 18 tháng cho đến là 3 năm, tùy theo cái nỗ lực và sự quyết tâm mà các con nghiện trở thành là người bình thường. Nếu đơn thuần chỉ cắt cơ nghiện bằng cách ly thì các con nghiện có khả năng tái phát tối thiểu là 70%.
Cho nên ta phải khích lệ cha mẹ cần phải nung đúc tinh thần với tinh thần cam kết và trách nhiệm lớn nhất. Thì nhờ tinh thần đó con em mới có thể vượt qua. Và đặc biệt là nếu ta truyền những cái kỹ năng về tâm linh của Phật giáo, dài hít thở, tìm niềm vui trong đạo lý, lao động xã hội, dấn thân vào các cái việc công đức công quả, thì có cái thay thế vào thì nỗi nghiện ngập sẽ không còn là một sự ám ảnh nữa. Đó là ba kỹ năng mà chúng tôi đã từng chia sẻ đây đó trong các trung tâm cai nghiện. Và do vậy hãy nên trở thành là một ngọn đuốc thắp sáng lên cái đời sống hạnh phúc, và hãy sử dụng cái quyền hạnh phúc của một thanh thiếu niên bằng cách là tôn trọng sức khỏe, tôn trọng những gì mà cha mẹ đã tạo ra chính mình, tôn trọng tương lai của mình để không trở thành làm nạn nhân của quyết định sai lầm. Đó là những lời khuyên của thầy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đại đức, con tên là Phạm Văn Nguyên, con đến từ Khâu Đê, xin cho con được hỏi. Theo lời Phật dạy, làm thân người là khó, được làm thân nam cũng là khó. Vậy làm thân nữ thì sao, và đã mang thân nữ thì trên bước đường đời gặp những chông gai như thế nào? Có các bạn quan niệm chỉ còn làm các điều lành, không còn được đi tu, có được không? Xin thầy hãy chỉ cho con, cho con và các bạn được rõ. Thấy chưa, một câu hỏi về cho các bạn nữ chúng ta. Mặc dù nam thấy không, nhưng mà đi hỏi một câu hỏi cho bạn nữ. Các bạn nữ không hỏi, nó kêu là thanh, được thanh nam là khó, làm thanh nữ thì làm sao đây, bây giờ con phải tu thế nào? Cái bạn nam rất là thương các bạn nữ, thấy không? Các bạn hãy cho một tràng tay nữa để cảm ơn bạn của mình. Và bây giờ nam chúng ta vỗ tay, các bạn nữ phải vỗ tay cảm ơn bạn nam đó. Vỗ tay đi. Bây giờ các bạn lắng nghe thầy Nhật từ giải đáp nha. Trong kinh Phật không đề cập đến làm thân nam là khó, mà chỉ nói một cách bao quát làm con người là khó. Vì con người đó có ý thức xã hội, có mối quan tâm cộng đồng, có nền tảng đạo đức, có cơ hội phát triển tâm linh và trở thành là tối linh trong tất cả các loài động vật. Cho nên hễ làm con người, dầu nam hay nữ cũng quý như nhau. Thậm chí giới tính lẳng lơ giữa nam và nữ, ô môi và bê đê cũng có giá trị tương tự. Do vậy ta không nên mặc cảm về giới tính của mình. Có hàng triệu công việc những người nam không làm được vì nó thuộc về thiên chức của người nữ. Chẳng hạn như gần gũi chăm sóc con để cho con được trưởng thành trong một mái ấm gia đình, phần lớn thuộc về người mẹ, người chị, người em gái, chứ không phải thuộc về người cha, người anh, người em trai. Cho nên đánh giá nặng về một phía và xem nhẹ phía còn lại cũng giống như chặt bớt một cánh tay hay một cái vai của mình, thì người đó không còn là một con người hoàn chỉnh. Ta có tay trái và tay phải, từ đó mới tạo ra sự thăng bằng của một con người, được gọi là có thẩm mỹ, nét đẹp, duyên dáng của người nữ và cứng cáp của người nam. Cho nên không nên xem nặng một bên nào và xem nhẹ bên còn lại. Nho giáo có câu dạy rằng thập nữ viết vô, nhất nam viết hữu. Sanh ra 10 đứa con gái coi như là không có đứa nào vì thuộc về ngoại tộc. Có một đứa con trai được xem là nói giỏi tông đường, cho nên là có tất cả. Quan niệm trọng nam khinh nữ này đã để lại nỗi khổ niềm đau của triệu triệu con người theo tôn giáo này. Hồi giáo cho phép một người nam được quyền lấy 4 vợ nữ, nhưng một người nữ ngoại tình bị ném đá cho đến chết. Đó là luật pháp bất công. Cho nên ta phải thấy là vai trò nam nữ ngang nhau, thì nữ phát huy sở trường của mình và nam đóng góp những gì mà người nữ không có. Sự bổ sung này sẽ làm cho vận hành của xã hội ngày càng được tiến bộ, ngày càng được đẹp. Với nữ thì có được cái phước là đẹp. Ngoài những cái khó khăn về tâm lý, thì các kiến thức đạo đức và tâm linh
không thua kém gì bất cứ người nam nào. Cho nên vấn đề còn lại là ta nỗ lực có đúng đường, ta phát huy có đúng chỗ, đầu tư có phương pháp hay không, thì kết quả sẽ đạt được như mong đợi. Chính vì thế mà khi đã có được thân người rồi thì phải quý trọng nó, đừng nên đì đọt nó, hành hạ nó bằng các độc tố rượu, ma túy, thuốc lá, xì ke và nhiều chất độc khác, mà ta phải phát huy làm sao cho thể chất được tốt để thể trí được tồn tại. Đây là cái mối vận hành mang tính cách là biện chứng và rất là cần thiết cho chúng ta. Cho nên lập thân, tu đức, phát triển trí tuệ là yêu cầu chung của tất cả mọi người. Quý vị thấy là Bồ Tát Quan Thế Âm ấy, trí tuệ thì như là người nam, mà được thể hiện qua thân thể là một người nữ. Để cho thấy trí tuệ mà thiếu lòng từ bi đó, thì giá trị của phụng sự để tạo ra phước báo cho đời không có. Từ bi mà thiếu trí tuệ đó thì có thể dẫn đến tình trạng gọi là cảm tình hay là mũi lòng, và do vậy giúp người mà chẳng đưa người đi tới đâu. Cho nên từ bi và trí tuệ phải song hành như là hình ảnh của Bồ Tát Quan Thế Âm. Có như thế thì ta thấy là cái sự phối hợp hài hòa giữa hai giới tính này đó sẽ làm cho mọi việc trong cuộc đời có thể thành tựu, cũng như là mặt trái, mặt phải, cái mu và lòng bàn tay. Ghét cái mu, chặt bỏ nó thì lòng bàn tay cũng mất. Ghét tay trái, chặt bỏ nó thì con người được xem là bị què quặt. Cho nên hãy phát huy giới tính của mình để đóng góp những gì cần đóng góp. Nam Mô A Di Đà Phật. Kính bạch chư tôn đức cùng quý thầy cùng các bạn đồng tu. Con tên là An Duy, pháp danh là Viên Tuệ, đến từ giảng đường Khu Đê. Xin thầy cho con được hỏi là con có một người bạn, gia đình bạn ấy rất là giàu, nhưng không thương bạn ấy nên bạn ấy đã bỏ nhà ra đi và nhiều lần có ý định tự tử. Hiện tại bạn ấy rất lạc lõng, gia đình cũng có đi tìm về nhưng vẫn tiếp tục chịu mắng bạn ấy. Vậy thầy cho con xin được hỏi là bản thân bạn ấy phải làm sao để đứng trước ngưỡng của cuộc đời không còn lạc lối. Con xin cảm ơn và chúc thầy được nhiều sức khỏe. So sánh có điểm hay và cũng có cái tiêu cực. Nếu so sánh những người thấp kém hơn mình á, thì lòng mình cảm thấy hân hoan. Sự cường điệu quá về nỗi bất hạnh á, sẽ được hạn hẹp lại mức độ tối thiểu. Còn so sánh cái hạnh phúc so với những người cao và lớn hơn mình á, thì lòng mặc cảm sẽ bắt đầu diễn ra. Sống trong mặc cảm á, thì làm cho chúng ta có cảm giác là hận cha mẹ, hận cuộc đời, hận người thân, hận người thương, và do vậy trở nên là hận chính mình. Rồi đây may đó không phải là một giải pháp. Ghét bỏ chính mình lại càng là phản bội với hạnh phúc của bản thân. Không còn cách nào khác là ta phải quay về mái ấm gia đình đó. Mọi thứ rồi sẽ được lắng nghe nếu ta có cách thức để thuyết phục, có cách thức để giải bài. Người con lạc loài đó có thể đến với cha mẹ của mình nói bằng những giọt nước mắt, không hề có trách cứ, đổ lỗi, mắng chửi hay là bất kính với cha mẹ, một lòng một mực vẫn kính cha như ngày hôm nào. Thứ nhất, khởi sự đó bằng một lời xin lỗi về sự bỏ nhà ra đi. Sau đó nói về cái động cơ, cái nguyên nhân là bởi vì trong nhà ngột ngạt quá, con không còn không gian để thở, không có oxy để hít, không có hạnh phúc để hấp thụ, và do vậy con buộc lòng phải ra đi. Mong cha và mẹ, hai điểm tựa tinh thần quý báu trong cuộc đời của con, thấy rõ được điều đó, hãy cho con một sự sống, hãy tiếp sức cho con một niềm tin và gây dựng cho con một tương lai. Nói với những giọt nước mắt, nói với những lời chân tình, nói với tấm lòng chân thực, thì người cha, người mẹ sẽ cảm động và nhận ra rằng mình chính là điểm tựa của hạnh phúc. Và do đó cha mẹ sẽ ứng xử một cách cao thượng hơn, khắc phục được những cái thói quen chì chiết, chửi bới, đánh đập như là những người vũ phu ở trong một gia đình. Ở trong kinh Đức Phật đã dạy cha mẹ là hai vị Phật trong nhà. Có nhiều đứa con hiểu được câu đó, quan sát thấy rất rõ cha mẹ của họ không hề giống Phật tí nào. Phật đâu có chửi bới, Phật đâu đánh đập, Phật đâu mắng nhiếc. Phật rất cảm thông, hiểu và thương, giúp chúng ta có được một giải pháp và
tất cả các anh chị em hãy đối trước với mẹ của mình và cha của mình rằng: mẹ cha ơi, có biết không, biết gì, biết rằng con thương cha mẹ lắm không? Đây là mấu chốt cực kỳ quan trọng. Rất nhiều anh chị em thương cha kính mẹ nhưng mà lại bị bế tắc bằng truyền thông, không đủ cái bản lĩnh, mặc cảm hoặc là e dè, sợ hãi, không nói ra được cái điều này thì sợ mắc cỡ. Mà khi không nói ra được thì cha mẹ không cảm nhận được. Vì không cảm nhận, một cái lỗi nhỏ của chúng ta cũng có thể trở thành là lớn. Một mặc cảm này dẫn đến một mặc cảm khác, tức vấn đề nó trở nên bế tắc nhiều hơn. Cho nên khi thương cha kính mẹ, ta phải nói bằng lời và thể hiện nó bằng hành động cụ thể. Còn lỗi lầm nó như là thuộc tính của người phàm, đừng mặc cảm về lỗi lầm của mình mà đánh mất cơ hội trở thành một đứa con ngoan. Đừng có ác kiến, thành kiến về những sự giận dữ của người cha, người mẹ khi dạy mình chưa đủ sức thuyết phục mà bỏ nhà ra đi. Bởi vì chúng ta cần phải thương yêu nhau như là thương yêu chính bản thân mình, nhất là cha và mẹ. Nếu không có hai nhân vật cao cả và thiêng liêng này, hẳn nhiên là chúng ta không có mặt trên cuộc đời. Nếu giả sử lúc đó ta có mặt với hình thức là một loài gia súc, một động vật hay là một cái con ác quỷ nào đó, thì thân phận của mình sẽ ra sao? Chắc hẳn là khổ đau nhiều lắm. Cho nên những bất hạnh trong gia đình, do hoàn cảnh, do mối quan hệ của cha mẹ, do sự thiếu khôn khéo đối với sự ứng xử của người con, thì hãy kiên nhẫn giữ vững cái lập trường và lòng tôn kính của mình, rồi mọi thứ sẽ được đền đáp bằng nhân quả và cuộc sống. Và do đó, bằng ý thức đó, thầy tin chắc rằng các bạn ấy sẽ được thành công tháo gỡ những cái khó khăn đang gặp phải. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch trên chư tôn đức và đại đức giảng sư, con là Trung Minh đến từ Chánh Điện. Con có câu hỏi xin đại đức giảng giải đáp. Là có người triết học Mác Lênin cho rằng tôn giáo là thuốc phiện cho những người nhẹ dạ và cả tin. Vậy Phật giáo giải thích thế nào, và triết học Phật giáo với triết học Mác Lênin có điểm nào tương đồng hay khác nhau? Xin đại đức hoan hỷ giải đáp cho chúng con được rõ. Nhìn gương mặt á, thì thầy đoán đặt câu hỏi khoảng 18 tuổi không? 18 tuổi à? Vậy đã có mối quan tâm về triết học là một cái điều rất là đáng khích lệ. Thứ nhất á, khái niệm tôn giáo mà Marx đưa ra trong câu phát biểu vừa nêu không bao gồm đạo Phật. Vì khái niệm tôn giáo được ông sử dụng là chỉ cho Thiên Chúa giáo ở phương Tây đã có một thời gian khống chế toàn bộ nền tư tưởng, triết học, văn hóa và giáo dục từ thời Trung Cổ cho đến thời Cổ Đại. Cho nên sự hãm phanh đó đã làm cho thế giới phương Tây chậm phát triển hơn chúng ta đã thấy. Nếu không có cái nỗi khống chế này đó, thì kiến thức khoa học của phương Tây đã tiến rất là xa. Chính vì thế mà Marx đã phát biểu tôn giáo là thuốc phiện của quần chúng, bởi vì nó làm cho người ta mất đi hết tất cả mọi phán đoán chân chính. Marx có nghiên cứu về triết học phương Đông nhưng không rành về triết học Phật giáo, cho nên khái niệm tôn giáo đó nó không thể bao gồm là đạo Phật. Vì trong tôn giáo có hai đối tượng, trước nhất là thượng đế hay là đối tượng đáng tôn thờ, sanh ra con người về dạng vật, và thứ hai đó, niềm tin nó không được quyền đặt vấn đề. Cả hai yếu tố này không có trong đạo Phật. Đức Phật khuyên chúng ta đặt vấn đề bằng câu khích lệ: đến để mà thấy, như là một chứng nhân khác hoàn toàn đến để mà tin. Đến để mà thấy đó thì chúng ta quan sát bằng cặp mắt, lắng nghe bằng lỗ tai, phán đoán bằng nhận thức. Cái gì có lệ, giá trị thì ta mới áp dụng trong đời sống. Còn bằng không, ta không nhất thiết phải theo lời dạy trong kinh điển của Đức Phật. Phương pháp tiếp cận như thế này nó là tiếp cận khoa học, có giá trị phát minh rất nhiều. Cho nên đạo Phật sẽ không bao giờ là thuốc phiện của quần chúng, dầu với nghĩa tích cực là dược chất để làm giảm đau đối với những chứng bệnh đau nhức trên cơ thể. Đạo Phật
không phải là chất an ủi hay là ru ngủ con người, mà dạy chúng ta một bản lĩnh nhìn thẳng vào trong thực tại để truy tìm bế tắc của nó. Tứ diệu đế, tức là bốn chân lý đó, bắt đầu bằng thừa nhận khổ đau và bế tắc là một sự thật. Điều thứ hai đó là truy tìm nguyên nhân. Điều thứ ba đó là tin tưởng vào một tương lai tươi sáng, điểm cao nhất đó là hạnh phúc niết bàn. Điều thứ tư đó là con đường đi đến an vui hạnh phúc, thoát khỏi mọi nỗi đau, không phải là cầu nguyện văn sinh gia khoáng niềm tin cho Chúa, mà là bắt đầu bằng tầm nhìn chân chính, tư duy chân chính, hành động, lời nói, nghề nghiệp, nỗ lực, rồi chánh niệm và thiền định chân chính. Thì đây là những giải pháp rất khoa học, rất nhân quả, rất biện chứng. Cho nên triết học Marx Lenin không thể nào so bì được với Phật giáo, vì ngoài cái mảng triết lý, đạo Phật còn có cả cái mảng đạo đức và tâm linh. Triết học Marx Lenin chỉ là một phần trong hệ thống triết lý, có người chấp nhận, có người phủ định. Còn triết học của Phật giáo đó, ta thấy hiện nay tối thiểu là gần như 1 tỷ người trên hành tinh này đã chấp nhận như là sự lựa chọn về chân lý. Do đó áp dụng triết học của Phật giáo sẽ giúp cho chúng ta giải quyết được rất nhiều vấn đề. Xem học là cứu cánh, mà học chỉ là một phương tiện để tăng trưởng đạo đức và đóng góp rất nhiều thứ trong xã hội. Do vậy đừng sợ những quy kết cho rằng đạo Phật thế này thế kia mà ta bỏ rơi đạo Phật. Tất cả những quy kết đó vì đã nhận dạng lầm dây tùm gửi trên thân cây bồ đề, mà vốn dĩ hai thứ này là khác nhau. Đạo Phật là thân cây bồ đề, đừng vì một vài dây tùm gửi mà chặt bỏ cả thân cây bồ đề. Cây bồ đề nào có dây tùm gửi đâu thì tháo gỡ tùm gỡ đó, và còn lại vẫn nguyên vẹn là bồ đề. Cho nên đạo Phật không thể là thuốc phiện, và cũng càng không phải là một tôn giáo, mà là một đạo lý, một minh triết để sống và để được hạnh phúc và bình an. Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch thầy, kính bạch chư tôn đại đức và tất cả các bạn. Con tên Trần Nguyễn Thị Vương, pháp danh Như Thảo, con đến từ phòng 9 khu A. Con đến từ Bình Thuận. Kính bạch thầy cho con hỏi, ta biết ngưỡng cửa cuộc đời thật chông gai và đầy khó khăn, nhưng cũng đầy hoa hồng cho những ai biết nắm bắt thời cơ cho mình. Nhưng đâu đó cũng có một vài người đã đánh mất cuộc đời mình vào những cuộc ăn chơi và đã bị mắc một căn bệnh thế kỷ HIV và đã bị mọi người ghét bỏ, và bây giờ họ muốn trở về một con người hiền hậu và có ích cho xã hội, thì họ vẫn làm sao đây? Nam mô A Di Đà Phật. Một hiện tượng mà tối thiểu có rất nhiều cái tầm nhìn khác nhau. Chẳng hạn như là cây hoa hồng. Để có được những cái hoa hồng tươi thắm đó, cây đó phải trả một cái giá là thân nó phải có gai. Lấy cái lá của nó đó phải có những cái cạnh xước và chày. Đụng vào thân cây hay là lá cây đều không phải là một sự lựa chọn. Nếu ta bỏ thân cây gai và lá gai thì ta không có được hoa hồng. Cho nên phải chấp nhận cả hai phương diện tích cực và tiêu cực của cuộc đời khi ta đang đứng ở ngưỡng cửa của nó. Bằng cái bản lĩnh đi vào cuộc đời như thế đó thì ta sẽ có nhiều cách thức để giải quyết những nỗi đau. Chẳng hạn như tình huống người bị nhiễm HIV và AIDS giai đoạn đầu hay là giai đoạn cuối. Năm 2003, thầy được UNICEF, tổ chức quỹ nhi đồng của Liên Hợp Quốc, đài thọ để nghiên cứu về các cái trung tâm chăm sóc cho người HIV và AIDS ở giai đoạn cuối. Thầy đã có mặt ở các tỉnh Chiang Rai, Chiang Mai, Chiang Mai, vùng biên giới của Thái Lan với Miến Điện. Và tại đây thầy đã tiếp xúc được khoảng 500 bệnh nhân với nhiều lứa tuổi và thành phần xã hội khác nhau đang nương náu trong các ngôi chùa của Phật giáo Thái Lan. Và bệnh nhân đầu tiên mà phái đoàn của thầy tới tiếp xúc á, là một chị thanh nữ khoảng từ 30 cho đến 32 tuổi. Phái đoàn đã tụng một bài kinh ngắn, mặc dầu không nghe được tiếng Việt, nhưng mà chị có cảm giác rằng là tâm của mình đang được bình an. Chị cố gắng là gượng dậy bằng đôi tay về sự mệt nhọc của mình,
nhưng sức khỏe đã không cho phép. Thầy và đoàn đã ra dấu như thế này để yêu cầu chị hãy nằm xuống và hãy thư lắng thân thể và tâm hồn của mình. Chỉ cần nghe lời tụng kinh mà không cần phải biết nội dung nó là cái gì. Và thấy rằng là tất cả mọi người, người thân và người không thân đang ở bên cạnh chúng ta. Hãy sống với cái tâm niệm đó và được hạnh phúc với những điều đó. Người thông dịch viên đã lặp lại nội dung của đề nghị. Và thời kinh diễn ra trong vòng 3 phút. Thì đến phút 2:45 là chị ta đã nhẹ nhàng rút hơi thở ra đi. Đó là tình huống khá đau lòng. Chứ tôi hỏi thì chị vương vào chứng bệnh này mới có 4 năm thôi. Lý do là vì là một người nữ rất là nhạy cảm về cảm xúc. Khi bị bà con làng xóm xua đuổi và cô lập, xã hội lên án xem đây như là một cái chứng bệnh ăn chơi. Mà trên thực tế rất nhiều bệnh nhân HIV/AIDS đó là nạn nhân của chồng, của những cái việc sử dụng kim chích mà không có kiến thức về lĩnh vực này, của các mối quan hệ tình yêu và tình dục mà không có các phương tiện bảo hộ an toàn. Cho nên hậu quả phải lấy cả cái chết lên trên cuộc đời non trẻ của mình. Và do vậy ta cần phải có sự cảm thông hơn là trách mắng. Vì không vượt qua được cái cảm xúc đó, cho nên cô thiếu nữ này đã cảm thấy cuộc đời của mình quá nhiều áp lực. Và dần dà kháng thể càng xuống và cuối cùng chị đã chết. Ngày hôm sau phái đoàn của thầy đến một trung tâm thứ hai. Thì tại đây đó, nó có những cái hoạt động khá năng động và tích cực. Các chị em, anh em HIV/AIDS được chơi nhạc, đánh đờn, ca múa sướng hát, đóng kịch và tham gia vào các hoạt động mỹ thuật công nghệ, có thể tạo ra đồng lương cho chính bản thân mình. Mỗi một viên thuốc HIV/AIDS ở giai đoạn cuối đó, nó từ 80 cho đến 200 ngàn. Mà mỗi ngày đó, tối thiểu phải cần là 2 viên. Cái số tiền nó rất là cao. Nhưng mà khi mà các bệnh nhân có được cái cơ hội để tạo ra đồng tiền giàu rất ít ỏi, có cảm giác rằng mình không còn là gánh nặng của gia đình, của xã hội. Và do vậy không còn có cảm giác rằng mình là cái người vô dụng. Và chính cái nhận thức đó sẽ làm cho kháng thể nó được trỗi dậy, sức sống được dâng trào. Chúng tôi phỏng vấn một anh nam, trong đó đã bị nhiễm S vào năm thứ 12. Ấy thế mà khi nhìn vào gương mặt anh ta không có cảm giác rằng anh là nạn nhân của chứng bệnh này, chứng bệnh của thiên niên kỷ, chứng bệnh có thể làm kết thúc đời sống của con người rất là nhanh. Lý do là có tinh thần lạc quan và tích cực. Cho nên người đi câu hỏi và tất cả các bạn còn lại, hãy nên khuyên với những người thân hoặc là những người trong làng xóm mình đang bị vướng vào những chứng bệnh này một cách tình cờ hay là do thiếu phương pháp, thiếu kiến thức, hãy lạc quan, yêu đời. Vì mỗi tích tắc của cuộc đời trôi qua đó, ta có thể hít thở được không khí trong lành, ăn cơm, uống nước, mặc áo, trang sức, giao lưu tiếp xúc trong xã hội, không có gì là phải mặc cảm cả. Cái đó không có gì là một tội lỗi. Và phải cần có được cái nhân phẩm cao nhất để mà sống. Và điều thứ hai ta phải nhận thức, bản chất của đời sống đó, nó không liên hệ đến ta sống dài, tức là tuổi thọ, hay là sống ngắn, tức là chết yểu, mà là sống như thế nào. Cái quãng đời còn lại của những người HIV/AIDS rất ngắn, nhưng mỗi ngày ta sống với niềm vui, nụ cười, hân hoan, hạnh phúc với mình, với gia đình, thì điều đó đã có ý nghĩa rồi. Và đây chính là tinh thần hiện tại lạc trú mà vẫn được xem rất sâu sắc, không rơi vào tình trạng là đánh mất trách nhiệm về tương lai của bản thân. Mong ai đang rơi vào những chứng minh đó hãy tự cứu lấy chính mình bằng niềm vui và sự lạc quan trước khi được xã hội, cộng đồng và người thân mình cứu. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Chư Tôn Đức, kính bạch Đại Đức Giảng Sư, kính thưa tất cả các bạn. Con tên là Nguyễn Thị Kim Huệ, con đến từ giảng đường khu A. Con có một câu hỏi muốn hỏi giảng sư là khi mà con đi thực tập á, thì con rất là khó chịu, bất mãn với những cái việc mà quà cáp và hối lộ thân cận với cấp trên để có được chỗ đứng trong công việc. Vậy con có nên hòa nhập với họ không? Con nên làm thế nào để không làm những việc như vậy mà vẫn có được vị trí của mình? Con xin cảm ơn giảng sư.
khả năng thực tế đó là một chỗ đứng rất vững cho mỗi người. Đi bằng hai đầu gối đó, trước sau gì cũng mòn gối. Huấn luyện cái đầu gặt thật là dẻo đó, trước sau gì cũng bị đơ cổ. Thẳng bước mà đi, bằng kiến thức, bằng uy tín, bằng trách nhiệm, bằng phương pháp, bằng tấm lòng. Chỗ đứng đó là vĩnh viễn. Có thể trong một giai đoạn nào đó, viên ngọc trai này vẫn còn được xem là hạt cát. Chuyện đó không sao. Còn giống như một người ghét ta, mô tả ta là què giò, cục tai, trên thực tế ta vẫn có đầy đủ hai chân và đôi bàn tay của mình. Mọi đánh giá sai lầm của người khác về mình không vì thế mà tính giá trị và sự đóng góp của mình bị mất đi. Nhận thức được điều này, ta cứ thẳng thắn như là một bậc chân nhân theo tinh thần Phật dạy. Chân thực với chính mình, liêm khiết với chính mình, không vu nịnh, không a tòng, không hối lộ, không móc ngoặc, không dù che. Công bằng xã hội là cái quyền lệ và là nhân quyền cao nhất mà con người cần phải có. Rồi sẽ đến lúc tất cả những hoạt động đi ngược lại với những người đó, với những điều đó, dầu là ai, ở đâu, sẽ bị trừng phạt bởi nhân quả. Bằng nhận thức này, ta không khinh thường những người làm xấu đó, mà hãy thương tưởng họ đang rơi vào nhận thức sai lầm để giúp họ vượt qua, chứ không nên hòa mình vào trong nước lũ thì trước sau gì ta cũng bị chết choi. Cho nên thà liêm khiết mà chậm tiến còn hơn là tiến bộ nhanh bằng con đường sai lầm, sau này ân hận vẫn là muộn màng lắm rồi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức, con tên là Phan Thị Thiện, pháp danh Nguyên Hạnh Thư. Con ở giảng đường khu A, con đến từ thành phố Đà Nẵng. Hôm nay con rất được hạnh phúc khi được cùng thầy trò chuyện và cho chúng con được một lời khuyên. Con xin hỏi thầy, cho con được biết hỏi là hiện nay tất cả tuổi trẻ chúng con khi lớn lên và bước vào đời làm sao để tránh khỏi những cạm bẫy? Chẳng hạn như trong tình yêu là đa phần phải mắc vào cạm bẫy những lời ngào ngạt của lưới tình nên đã bị những lời lẽ đó cuốn hút. Vì vậy xin giảng sư cho tất cả chúng con được biết và làm sao để tránh khỏi. Nam mô A Di Đà Phật. Mối quan tâm về đời sống đạo đức có gốc rễ văn hóa Việt Nam là một điều rất đáng trân trọng. Ông bà Việt Nam có dạy: già nhân ngãi, non vợ chồng. Ai sống thử đó ở cái tuổi vị thành niên thì sau này không thể có được một gia đình hạnh phúc. Vì bản chất hạnh phúc của gia đình không phải chỉ đơn thuần là tính dục và sự hưởng thụ nó, mà còn là tình cảm, sự thân trân trọng, thương yêu, chăm sóc, dìu dắt, nâng đỡ với nhau trong mọi bước ngoặt của cuộc đời. Đến với nhau trong tuổi vị thành niên đó thì kích thích tính dục do sự khác biệt giới tính đó là một nỗi ám ảnh rất lớn. Ngày nay dưới ảnh hưởng của bùng nổ thông tin, nhất là các trang web đó, thì thế hệ trẻ phải thấy rất rõ những điều hay lẽ phải trong thế giới ảo này đó là vô cùng tận. Học kiếp này sang kiếp khác, đào thai lên 100 lần vẫn chưa được một phần nào của nguồn kiến thức vô cùng to lớn. Đó là cái phước báo mới của cái giai đoạn lịch sử chúng ta, cần phải tận dụng nó. Nhưng rác rưởi trong thế giới ảo này đó, chỉ cần tiêm nhiễm vài ba phút, tẩy não vài chục năm, vài trăm năm vẫn chưa xong. Do đó phải biết đâu là sát và kim cương trong thế giới ảo này. Và nhận diện được điều đó đó, ta sẽ thoát ra khỏi cái nanh vuốt của bản năng mà mình tưởng rằng như là sự chứng minh mình như là một người lớn. Do đó lời khuyên thứ hai của thầy: tuổi nào việc đấy. Ở tuổi vị thành niên, ta không nên bận tâm vì nó chưa phải lúc để ta hướng đến cái sự hưởng thụ giới tính, mà ta hãy bận tâm về sự học tập và sức khỏe của chúng ta để chúng ta có một cái tương lai. Ngưỡng của cuộc đời nó không yêu cầu chúng ta dừng lại ở những cuộc chạy đua đường ngắn, mà nó khích lệ chúng ta phải đi vào trong nó bằng những cuộc chạy đua marathon.
Có như thế đó thì ta mới có đường bền. Do vậy phát triển đạo đức, kiến thức đó, là hai nền tảng kháng thể rất quan trọng để giúp chúng ta đẩy lùi được những cạm bẫy mà nó có mặt khắp mọi nơi và mọi chỗ. Chỉ cần quấy mặt là nhìn thấy, sò tay là đụng gặp, và liếc mắt là có thể bắt lấy nó. Nhưng nếu chúng ta có cái tâm quyết trọng cái hạnh phúc bản thân mình thì đừng nên bận tâm về những thứ này, thì lúc đó đó những cạm bẫy nó có mặt, nó không tác động đến chúng ta được. Hãy mặc chiếc áo mưa đạo đức trên cơ thể của chúng ta, thì có mặt trong cuộc đời này cạm bẫy như là những giọt mưa, không làm ướt thân thể và áo quần chúng ta đang mặc. Đến chỗ nào không còn cạm bẫy nữa, cũng như là hết mưa, ta hãy mở chiếc áo mưa ra, nhờ đó ta được an toàn. Như vậy là ý thức và sự cảnh giác từ đèn xanh dẫn đến đèn vàng, dẫn đến đèn đỏ là một yêu cầu không thể thiếu, và đặc biệt là chị em phụ nữ. Những người nam, những bạn trai nam có thể mất là mất đạo đức, chứ không có mất cái gì quý giá như là của chị em phụ nữ. Do đó phải quý trọng cái của báo đó, để sau này khi lập gia thất với nhau, nó mới được đánh giá ở mức độ cao. Trao thân gỡ phận không phải là biểu hiện của tình yêu, mà là thể hiện của một sự ngu dốt và dại dột. Do đó càng giữ kín đáo quý chừng nào đó thì nó có giá trị như kim cương. Và khi cái gì đã được biết rồi, tính cách hấp dẫn và quý báu của nó không còn nữa. Cho nên theo thầy, đứng đắn đàng hoàng tư cách về giới tính là sự hấp lực giới tính lớn nhất, chứ không phải là sự thỏa mãn nó như là một biểu hiện của tình yêu. Mong rằng các chị em phụ nữ và nhất là các cháu vị thành niên phải ý thức rõ điều này, để đừng trở thành như là cặp vợ chồng trẻ nhất thế giới của người Anh. Chồng 13 tuổi, vợ 15, có đứa con đầu lòng đã gây chấn động khắp toàn cầu vì ảnh hưởng tiêu cực của công nghệ bùng nổ thông tin. Do đó ta phải phát huy nền đạo đức của văn hóa Việt Nam. Pháp âm Đạo Phật ngày nay xin khép lại nơi đây. Quý vị muốn thỉnh hoặc ấn tống các đĩa CD về Đại Tạng Kinh Việt Nam, các kinh sách do Thầy Nhật Từ biên soạn, các bài pháp thoại, các CD về âm nhạc Phật giáo, cũng như muốn đóng góp vào các hoạt động từ thiện của Đạo Phật ngày nay, xin vui lòng liên lạc theo địa chỉ: Công ty trách nhiệm hữu hạn Đạo Phật ngày nay, Chùa Giác Ngộ, số 92, đường Nguyễn Chí Thanh, phường 3, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Điện thoại 0838394121, 0838335914, 0938632991, 0937693196. Email buddhismtoday@yahoo.com, Thích Nhật Từ @yahoo.com, website www.buddhismtoday.com, www.tusachphanthoc.com.